màn chống hội, tiếng trống khai trường rộn rã chào đón một năm học mới, hòa trong tiếng trống ngày hội khí thế hào hùng. Học viện An ninh Nhân dân, ngôi trường đã hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, luôn sẵn sàng tiến bước cùng nhịp đập trái tim của bao thế hệ thầy và trò, những người luôn khắc ghi lời dạy của Bác, nỗ lực học tập và không ngừng phấn đấu. Chiến công của họ gắn liền với sự nghiệp bảo vệ an ninh.